Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới hôm nay, sau trang tin phản ánh các hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, là mục chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phóng sự bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở khu vực biên giới Xín Thầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 21 tháng 4, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý 1 năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 189 điểm cầu trong toàn quân. Quý 1 năm 2023, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của các cấp, làm tốt mọi công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nội dung, thời gian cho các đối tượng. Điểm nổi bật là các cơ quan đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch. Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ đã chuẩn bị đầy đủ vật chất, mô hình, tranh vẽ cho từng khoa mục. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được đảm bảo tốt. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và những điểm mới năm 2023. Tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn có chuyển biến, đã giảm số vụ việc nghiêm trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những điểm hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. Trong thời gian tới, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, tuyến biên giới, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước, chú trọng các ngày lễ, những ngày diễn ra sự kiện quan trọng của đất nước, kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chiều ngày 13 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong Bộ đội Biên phòng và tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2022. Quý 1 năm 2023, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của các cấp, làm tốt mọi công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nội dung, thời gian cho các đối tượng. Điểm nổi bật là các cơ quan đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch. Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ đã chuẩn bị đầy đủ vật chất, mô hình, tranh vẽ cho từng khoa mục. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được đảm bảo tốt. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá và những điểm mới năm 2023. Tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn có chuyển biến, đã giảm số vụ việc nghiêm trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những điểm hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. Trong thời gian tới, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, tuyến biên giới, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước, chú trọng các ngày lễ, những ngày diễn ra sự kiện quan trọng của đất nước, kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Sáng ngày 25 tháng 4, tại cột mốc biên giới 3, tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Đồn Biên phòng Apa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Đại đội Quản lý Biên giới Giang Thành tỉnh Vân Nam Trung Quốc tiến hành gặp mặt nhằm thông báo tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, lối mở và đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa hai bên từ năm 2022 đến nay. Tại buổi gặp mặt, hai bên trao đổi tình hình dịch bệnh COVID-19 và nhận định tại Việt Nam và Trung Quốc, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác phòng chống dịch, song hiện nay dịch bệnh vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới sự an toàn về sức khỏe của nhân dân hai bên và kết quả công tác phối hợp quản lý biên giới giữa hai bên. Trong thời gian qua, tình hình nhân dân hai bên biên giới cơ bản ổn định, nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Đặc biệt, kể từ khi hai bên triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động vi phạm quy chế biên giới đã giảm đáng kể. Công tác trao đổi thông tin tình hình quản lý biên giới, tình hình dịch bệnh được duy trì tốt qua các hình thức gián tiếp như gửi thư trao đổi và đường dây nóng.
Năm 2022, Đồn Biên phòng Apa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã gửi cho phía Trung Quốc 15 thư và nhận từ phía Trung Quốc 19 thư. Phía Trung Quốc đã bàn giao cho một vụ trên một đối tượng là người Việt Nam vượt biên giới trái phép sang Trung Quốc. Phía Việt Nam đã bàn giao 2 vụ trên 7 đối tượng là người Trung Quốc vượt biên giới trái phép sang Việt Nam. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới, nâng cao ý thức tự phòng dịch, ý thức tố giác tội phạm, đặc biệt là tố giác hoạt động vượt biên giới trái phép, phòng chống dịch bệnh lây lan qua biên giới. Chủ động tham mưu cấp trên khôi phục trật tự thông quan bình thường tại lối mở Apa Chải Long Phú. Tăng cường các hoạt động tuần tra phối hợp trên biên giới, chủ động triển khai các hoạt động kiểm soát biên giới, duy trì biên giới hòa bình, ổn định và hữu nghị. Ngày 7 tháng 4, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng tổ chức hội nghị giao ban quý 1 năm 2023 về thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ. Trong quý 1 năm 2023, ba lực lượng quán triệt triển khai thực hiện thống nhất hiệu quả nội dung biện pháp phối hợp theo Nghị định số 03 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Chỉ huy ba lực lượng đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, phối hợp xác minh, làm rõ, thống nhất nhận định, đánh giá sát đúng để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ huy ba lực lượng đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, phối hợp xác minh, làm rõ, thống nhất nhận định, đánh giá sát đúng để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Duy trì 81 tập thể, 3.398 hộ gia đình, 4.412 cá nhân đăng ký tự quản 408,6 km đường biên giới, 146 mốc quốc giới và 302 tổ trên 1.682 tổ tự quản an ninh, trật tự thôn bản biên giới. Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão, lễ hội Hoa Ban, lễ giao nhận quân năm 2023. Lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bắt 26 vụ trên 34 đối tượng, thu giữ 9,5 kg heroin và 5,7 kg ma túy tổng hợp, thu hồi 207 khẩu súng các loại, 2 quả đạn, 2.425 viên đạn. Trong thời gian tới, ba lực lượng tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc quy chế phối hợp theo Nghị định số 03, chủ động nắm tình hình để tham mưu kịp thời, chính xác, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương để xử lý mọi tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng với những hình thức phù hợp, tham gia trực tiếp vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là các đối tượng ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và các đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngày 10 tháng 4, đoàn công tác của Phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tham mưu, Bộ đội Biên phòng đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên từ năm 2000 đến nay. Từ năm 2000 đến năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đã chủ động ra soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các văn kiện tác chiến, duy trì nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều động, điều chỉnh lực lượng, phương tiện hợp lý, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại. Tích cực tham gia có hiệu quả trong xây dựng, củng cố tiềm lực cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh nói chung và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói riêng, triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp, tham gia cuộc diễn tập TB21 do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Ly Lào, tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do, xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam-Lào. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên, hội đàm cấp tỉnh 98 lần, cấp đồn trạm, 510 lần trên 3.198 lượt người, trao đổi đột xuất cấp đồn trạm biên phòng 270 lần trên 719 lượt người, quan hệ tiếp giáp qua thư, cấp tỉnh 310 thư, cấp đồn trạm biên phòng 2.601 thư.
Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề xuất nội dung giải pháp thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời gian tới. Đó là chủ động tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới, tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế trong thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới. Đảng, nhà nước cần nghiên cứu cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội khu vực Trung Du, miền núi, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình kè bảo vệ biên giới, đường tuần tra, đường ra biên giới, quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu lối mở, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Trong phần chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí luật an ninh mạng. Chương 3. Phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Điều 20. Phòng chống khủng bố mạng. 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm áp dụng biện pháp theo quy định của luật này. Điều 29 của luật an toàn thông tin mạng và pháp luật về phòng chống khủng bố để xử lý khủng bố mạng. 2. Chủ quản hệ thống thông tin thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý nhằm loại trừ nguy cơ khủng bố mạng. 3. Khi phát hiện dấu hiệu hành vi khủng bố mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Cơ quan tiếp nhận tin báo có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ tin báo về khủng bố mạng và kịp thời thông báo cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 4. Bộ Công an chủ trì phối hợp với bộ, ngành có liên quan, triển khai công tác phòng chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp vô hiệu hóa nguồn khủng bố mạng, xử lý khủng bố mạng, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra đối với hệ thống thông tin, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 điều này. 5. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ, ngành có liên quan, triển khai công tác phòng chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quân sự. 6. Ban cơ yếu chính phủ chủ trì phối hợp với bộ, ngành có liên quan, triển khai công tác phòng chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban cơ yếu chính phủ. Điều 21. Phòng ngừa xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. 1. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng bao gồm: A. Xuất hiện thông tin kích động trên không gian mạng có nguy cơ xảy ra bạo loạn, phá rối an ninh khủng bố. B. Tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. C. Tấn công nhiều hệ thống thông tin trên quy mô lớn, cường độ cao. D. Tấn công mạng nhằm phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. D. Tấn công mạng xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Trách nhiệm phòng ngừa tình huống nguy hiểm về an ninh mạng được quy định như sau. A. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia triển khai các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. B. Doanh nghiệp viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. 3. Biện pháp xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng bao gồm: A. Triển khai ngay phương án phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp về an ninh mạng, ngăn chặn, loại trừ hoặc giảm nhẹ thiệt hại do tình huống nguy hiểm về an ninh mạng gây ra. B. Thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. C. Thu thập thông tin liên quan, theo dõi, giám sát liên tục đối với tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. D. Phân tích, đánh giá thông tin, dự báo khả năng, phạm vi ảnh hưởng và mức độ thiệt hại do tình huống nguy hiểm về an ninh mạng gây ra. D. Ngừng cung cấp thông tin mạng tại khu vực cụ thể hoặc ngắt cổng kết nối mạng quốc tế. E. Bố trí lực lượng, phương tiện ngăn chặn, loại bỏ tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. G. Biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh Quốc gia. Quốc gia.
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để công tác này đảm bảo tính đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, thì việc tổ chức triển khai từ ngay cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để công tác này đảm bảo tính đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, thì việc tổ chức triển khai ngay từ cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Xín Thầu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Năm 2022, xã Xín Thầu là xã đầu tiên của huyện Mường Nhé đạt chuẩn nông thôn mới, không có hoạt động di cư, hoạt động tôn giáo trái phép và không có người nghiện hút ngoài cộng đồng. Để có được kết quả trên, thì cấp ủy chính quyền địa phương đã đề ra các chủ trương giải pháp, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và triển khai tích cực công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Đảng ủy xã cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đồng thời đã thành lập tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện luôn được đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, tăng cường thông tin tích cực, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để công tác này đi vào chiều sâu, Đảng ủy xã Xín Thầu đã phối hợp với Đảng ủy đồn biên phòng A Pa Chải tập huấn cho các thành viên trong tổ 3 năm và cán bộ, đảng viên của xã để nâng cao nhận thức, kỹ năng, hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách thức tham gia hoạt động, đồng thời hiểu được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp ủy chỉ huy đồn biên phòng A Chải đã xác định các cái giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đó là giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với công tác giáo dục truyền thống, phân tích làm rõ khái niệm về đối tác, đối tượng, các cái quy định về bảo vệ nội bộ, nhận diện những cái biểu hiện chống phá của các cái thế lực thù địch, các phần tử cơ hội phản động, từ đó xây dựng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý phân công phụ trách. Trang fanpage Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Xín Thầu được thành lập với mục đích lan tỏa các hoạt động của địa phương, của tuổi trẻ xã nhà, với phương châm lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực. Ban chấp hành đoàn xã đã thường xuyên giáo dục đoàn viên thanh niên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức tọa đàm trên nhóm với chủ đề Thanh niên với văn hóa mạng. Qua đó, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia. Đặc biệt đã giáo dục cho đoàn viên thanh niên về văn hóa mạng, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên nhận biết các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, thường xuyên đưa các hoạt động của địa phương, của đoàn xã lên fanpage Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Xín Thầu, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, nhiệt tình lan tỏa được nhiều hình ảnh đẹp. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn, nhất là đồn biên phòng A Pa Chải, đã luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, đơn vị đã thành lập fanpage Đồn biên phòng A Pa Chải với lượng theo dõi trên 1.000 lượt người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Mỗi tin bài đơn vị đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt like và share, góp phần định hướng thông tin và dư luận xã hội trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thành tích, thành tựu của huyện trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, thì đối với những cái nội dung này có những hoạt động hết sức cụ thể, thì chúng tôi đã cụ thể hóa các công tác tuyên truyền trên các cái trang, nhất là trên những cái trang mạng xã hội, ví dụ như là Cực Tây Tổ Quốc hay là Cộng đồng Người Hà Nhì,
hay là trên trang thông tin điện tử của huyện Mường Nhé thì đã thu hút rất nhiều lượt người theo dõi, tham gia và like, thể hiện cái sự cái hiệu quả của công tác tuyên truyền cũng như là lan tỏa những thành tích, những kết quả, những cái thành tựu cho phát triển kinh tế xã hội của huyện. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTVK ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn Xín Thầu. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo 3 năm các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Bên cạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, còn nhận diện các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá, góp phần bảo vệ những giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.